chúc các bạn thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe để luôn luôn thành công trong công việc ạ. Đấy, thì hôm nay thì mình có một cái video không liên quan đến máy xúc đi làm nữa. Đấy, thì ngày hôm nay là mình thử cái máy xúc là đi vào trong tham quan cái khu Sipucha ở Hà Nội xem là nó như thế nào. Wow. Đấy, thì nghe đâu là cái khu Sipucha Hà Nội này ấy, là chắc hẳn là ai cũng biết rồi, là những cái khu mà gọi là đắt đỏ nhất của Hà Nội. Khu Sipucha là dành cho những dân VIP, dân đẳng cấp và dành cho những cái đại gia ở. Thì khu Sipucha đấy là hầu như toàn người nước ngoài ở thôi các bạn ạ. Tại vì khu đó là thứ nhất là người nước ngoài ở, là bao gồm là người dân bình thường này cũng ở được này. Thứ hai nữa là những cái bên lĩnh vực của ngoại giao ấy, tức là bên cơ quan của nhà nước, các bộ ngoại giao này, các thứ là họ đều hết ở đấy. Thì hôm nay thử là đánh cái máy xúc này vào xem là có vào được không, không biết máy xúc này có được vào hay không, và không biết là cái hệ thống an ninh rồi hệ thống đường xa đây như thế nào. Đấy, nope. Thì bây giờ liều đánh thử máy xúc vào trong cái đấy để xem như thế nào nhá. Đây các bạn có thể thấy đây là mình đang trên đường đi. Thì cái khu Sipucha này rất là rộng, nghe đâu bảo rất là rộng, mà mình chưa được từng vào khu Sipucha bao giờ, mà ai quảng cáo là khu Sipucha rộng và rất là đắt đỏ các thứ. Đấy, bây giờ ngay bây giờ đây vào thử thế này. Mấy lần đi qua khu đô thị Sipucha là và đã biết cổng của nó rồi, nên là bây giờ là mình phải đi vào xem như thế nào. Đấy, ngày vì thường thường hay đi làm này, rồi hay đi chơi, đi ngang qua cái khu Sipucha đấy thì thấy nó rất là đẹp mà chưa có dịp để vào. Đấy, hôm nay thì đang trong thời gian rảnh rỗi phi vào thử xem sao. Đây thì đang đi đường đường phẳng không có, tức là đường to không có, mình bắt đầu đi vào cái đường ngõ như thế này đây. Đi vào ngõ xiên này, tại vì nếu mà không đi đường ngõ này mà đi cái đường lớn ấy thì lại mất công vòng đi xa lắm. Mình đi cái đường ngõ này như kiểu là cho đi nhanh, cho nó nhanh, đi vào ngõ này cho nó nhanh để giải quyết sớm. Đấy, thì bây giờ vào mình chặn đi hết ngõ này là sẽ ra một cái đường gọi là đường Nguyễn Hoàng Tôn đấy. Thì cái đường đấy ấy, mới Sipucha nó nằm ở trên đấy nên cũng mạnh nắm được một số thông tin về khu vực khu Sipucha rồi, thì cũng chưa biết nó là kiểu khu đô thị như thế nào. Em đi qua cổng chỉ nhìn thấy cổng và biết nó như thế thôi, chả biết được nó là như nào như nào. Đây là đang đấy, các bạn có thể thấy không, thử đánh đi sang đấy mà đường xá rất là chật chội, cả con một con máy này mà đánh đi thì cũng hơi là vất vả. Đây vào những cái chỗ này, đây là thuộc cái ngõ rồi, ngõ hẹp rất là bé. Đấy, ngõ này nếu mà xem xe máy xúc của mình mà đi ấy thì chỉ gọi là đi thêm được một con xe máy nữa thôi. Xe khác thì vào đây không vừa đâu. Đây là vào ngõ này. Đây là đang đi đây. Và đấy, nếu có ô tô này mà có những cái chỗ mà nó không tránh được ấy thì vứt đi thôi các bạn ạ. Đây là những con ô tô vào đây thì bây giờ không biết tránh làm sao đây. Oh no. Không biết ô tô đây tránh làm sao đây. Bây giờ mới căng này, không biết có tránh được không. Đấy, liều đánh đi nhưng mà không biết có tránh được không. Nope. Đấy, không biết có liều chỗ này, không biết có tránh được không. Đấy, rất là khó. Đấy, thì như thế đã tránh được con ô tô rồi. Và bây giờ là đã thoát được khỏi con ô tô đó.
đấy, thoát được khỏi ô tô đó đây các bạn này. Đấy, bây giờ là có một cái đường rẽ ở trước mặt đấy, mình rẽ ra đấy để ra đường lớn. Đây, đây có một chỗ rẽ đây rồi. Đấy, đây là mình sẽ cua theo hướng tay phải. Bây giờ người ta đi lấy ô tô con các thứ, người ta đi chơi, mình đây là không thích ô tô con, mình lấy hẳn máy xúc cho nó đẹp để xem là như thế nào. Đấy, ra được đường to rồi các bạn ạ. Tại mình đã lên được trên cái đường to rồi các bạn ạ. Thì đây cái vùng cái chỗ cổng xoay trước mặt các bạn đấy, đây là cái đường rẽ vào cổng Siêu Cha. Thì bây giờ thì mình thử vào đấy xem mình xem có bảo vệ ở cái ngõ qua vào không nha. Đấy, khi khu Siêu Cha này là được mệnh danh đó là khu an ninh tuyệt đối đúng không? Đấy, thì mình bây giờ thử vào bây giờ. Nếu mà họ hỏi là máy mày đi đâu đấy, máy mày làm gì đấy, hay máy mày đi xúc cái gì, thì mình sẽ nói phép và bảo là em vào kia em xúc cho ông này, ông A, ông B, ông C, ông D để xem là phản ứng của mọi người bảo vệ các kiểu thế nào nha. Đây các bạn, đây là cổng, đây là này. Đây bắt đầu là từ đây là vào cổng Siêu Cha này. Đấy, đẹp không? Đây các bạn, đây là Siêu Cha này. Đấy, đây là cổng này. Đấy, các bạn thấy cổng to không? Đấy, Siêu Cha này, đây là cổng Siêu Cha này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đậu máy đây, mình sẽ vào hỏi người ta xem là có cho máy cho móc vào không nhá. Có cho máy cho móc vào không? Mình nói phép là bây giờ là rất là nhiều, đây là cặp cốp của nó này.
xe sang này các bạn này. Đấy, xe sang này, thấy chưa? Đây là cái cảnh đầu tiên, đây cũng rất là đẹp. Đây, rất là đẹp này. Đây. Đây toàn bộ là những cái căn này. Đường xá đây là đây. Đường rất là to, nhà phía trước rất là to luôn. Đấy. Thôi đánh một vòng rồi sau khi đây ạ. Đây đã vào tới đây rồi. Đấy các bạn thấy không? Đây camera trước mặt này này. Đấy, cam rất to nên là hầu như ở đây là các kiểu là nó không có gì hết. Bây giờ mình sẽ vào trong này. Đấy, thì bây giờ mình vào đây rồi các bạn này. Giờ đi thử một vòng xuống kia xem có gì không nha. Bảo vệ thì ở đây rất là đông các bạn này. Đây là cái đường này, đường rất là đông. Đây là các biệt thự này. Đó, tòa biệt thự các bạn nhìn thấy không? Siêu toàn xe, xe đắt tiền này. Đấy, Mạnh đã dừng máy đây và đứng thử đây review quanh đây thử xem như thế nào. Đây, đây toàn trải thảm cỏ đẹp này. Đây là các căn nhà biệt thự này các bạn này, thấy không? Đấy, các tòa biệt thự này, bảo vệ ở đây rất là đông. Đấy. Thì đây review thử một vòng như thế này. Đây, đây là các căn biệt thự. Sau khi review xong thì Mạnh sẽ lấy máy và đi dạo quanh quanh một vòng xem có chỗ nào nữa không nhá. À, thì sau khi dạo chơi một vòng xong quanh đây và xuống quay review mấy cái nhà rồi thì bây giờ là đánh máy về thôi các bạn ạ. Đây trời đã sẩn tối rồi, chơi đủ rồi. Chơi nữa là không được đâu. Đó. Đấy, chơi cái gì đủ thời gian của nó thôi. Đây, các bạn có thể để ý không? Đây là cái đường mình vào đây. Thì giờ đây lại là ra lại cái đường này. Thì ở đây là thằng người Tây không? Rất là lịch sự đúng không? Đấy, có vậy thôi, bây giờ mình đi ôm cái đường này vòng về thôi. Vậy thì video của mình kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần tiếp theo nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho anh nha. Đấy, kết thúc một quá trình đánh máy dọc một vòng quanh cái Sibucha này rồi nha. Đấy, khu đô thị đắt đỏ nhất với những cái số căn nhà lên trị giá lên tới hàng chục tỷ đâu. Đấy, phí an ninh lên tới hàng triệu đồng, 5-10 triệu đồng mỗi tháng đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại anh em.